Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, vì có một tổ chức khác tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19 tháng 6 tới đây, nên lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2010, trước tiền đình quận hạt Santa Clara, tập thể chiến sĩ hải ngoại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, khu hội cựu tù nhân chính trị và ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc Cali đã tổ chức Ngày Quân lực 19 tháng 6, đồng thời kỷ niệm 5 năm ngắm cờ vàng tại thành phố San Jose. Quý vị vào vị trí để chuẩn bị làm lễ. Hôm nay kỷ niệm Ngày Quân lực, kỷ niệm một thời trai trẻ bên quê hương, các anh em và chúng ta và chúng tôi, tất cả anh em chúng ta đã đứng chung dưới bông lá cờ này, lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, lá quốc kỳ cờ vàng ba sọc nỏ này đang ngạo nghễ tung bay tại thành phố San Jose và tại rất nhiều nơi ở trên thế giới. Chắc chắn rằng lá cờ này sẽ có dịp ngạo nghễ tung bay trên giang sơn của một nước Việt Nam vinh quang và tự do của ngày mai. Biểu tượng đội học hàng triệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như dân trường tranh đấu cho sự tự do cho dân tộc Việt Nam. Vậy việc tỏ lòng tôn trọng quốc kỳ nền ba vạch đỏ và dùng nó một cách rộng rãi ở nơi nào có người quốc gia Việt Nam là một cuộc đóng góp lớn lao vào việc giải phóng đất nước khỏi ách cộng sản. Trong không khí trang hòa, nghĩa tình ngày hôm nay, chúng ta có dịp tưởng nhớ đến những tướng lãnh oai hùng đã tuẫn tiết hy sinh, những quân dân kháng chiến kháng cấp và cả những chiến sĩ vô danh đã ngã gục trên mọi nẻo đường của đất nước. Thời tiết đẹp nhưng người tham dự không đông như năm trước, thiếu vắng một vài hội đoàn quân đội như thủ lục chiến, bị động quân, hội cựu sĩ quan, võ bị quốc gia, lực lượng chiến sĩ không quân, vân vân. Có lẽ vì buổi lễ được tổ chức sớm, vì đang mùa World Cup, vì sự phân hóa trong cộng đồng trong việc ủng hộ ứng cử viên khu vực 7 mùa tranh cử sơ bộ vừa qua.
hình ảnh người tham dự buổi lễ từng nhóm bàn tán về kết quả sơ bộ ngày 8 tháng 6 và nhiều vận động cho ứng cử viên Minh Dương vào tháng 11 năm 2010 chứng minh điều này. Có người bảo là nếu chúng ta bầu cho Minh Dương mà Minh Dương thắng rồi có thể Minh Dương sẽ bị recall vì có một vài gây lưỡng tường trình từ San Jose. Thà Minh Dương thắng mà Minh Dương bị recall còn hơn là chúng ta không bầu cho Minh Dương để cho cô Madison Nguyễn thắng.